Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, từ các nguồn hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, của huyện và sự đóng góp của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, huyện Báo Thước đã trao gần 8.000 xuất quà cho các đối tượng người có công, gia đình chính sách và người nghèo trên địa bàn huyện. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện cũng đã đến thăm, hỏi, chúc Tết và tặng quà các gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo, các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn huyện các phần quà tết đã thể hiện sự quan tâm của đảng nhà nước và cấp ủy chính quyền địa phương các tổ chức cá nhân truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn đền ơn đáp nghĩa tương thân tương ái dịp tết cổ truyền của dân tộc qua đó động viên khích lệ giúp các đối tượng vươn lên ổn định cuộc sống và đón tết nguyên đán đủ đầy an vui đầm ấm